Kính thưa các đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các con học sinh thân mến, ai nâng cánh ước mơ cho em là thầy cô không quản ngày đêm, ai dạy dỗ chúng em nên người là thầy cô em ghi nhớ suốt đời. Lời của bài hát vang lên những lời nhắn nhủ với tất cả chúng ta về công ơn dạy dỗ của các thầy, các cô. Thực tế, trong sâu thẳm trái tim của mỗi người, ai cũng đã từng khắc ghi những hình ảnh đẹp đẽ về những người thầy, người cô đáng kính của mình. Và tháng 11 là tháng để chúng ta được bày tỏ lòng biết ơn ấy. Thời gian qua, mùa thu nay có khác, bao chuyến đò qua chốn ấy xuân du, nghĩa thầy cô một đời không trả hết, dẫn đàn con qua biết mấy nhịp cầu. Tháng 11 năm nay là một tháng vô cùng đặc biệt với thầy trò nhà trường, tháng để các thế hệ học trò tri ân thầy cô giáo, tháng để chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm những của ngôi trường ở tuổi thứ 30. 30 năm so với cuộc đời của một con người không phải là dài, nhưng cũng đủ để chúng ta trưởng thành và làm được nhiều điều có ích cho gia đình và xã hội. 30 năm với một ngôi trường là cả một sự cố gắng miệt mài của nhiều thế hệ thầy trò đã đầy công vun đắp. 30 năm ươm mầm tri thức, thầy cô đã truyền lửa chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học trò bay cao, bay xa, tự tin vào đời và trở thành những con người thiện lương, tử tế, khẳng định được vị thế của mình trong xã hội. Các con học sinh thương yêu, các con hoàn toàn có quyền tự hào về những ngày tháng ngày đẹp đẽ của tuổi ấu thơ tại nơi đây. Các con được học tập, được vui chơi, được thầy cô yêu thương dạy dỗ. Vậy thì các con cần phải trân trọng và biết ơn những gì con đang có. Các con cũng phải có trách nhiệm xây dựng, phát huy những thành tích rạng ngời mà các thầy, các cô và các thế hệ học sinh đã đầy công tạo dựng. Dưới mái trường này, thầy cô đã dạy cho các con bằng cả trái tim yêu thương, dạy cho các con biết khóc, biết cười, biết yêu gia đình, yêu bè bạn, yêu quê hương và yêu tổ quốc. Vậy nên các con cần phải biết xây dựng cho mình một ước mơ, một mục tiêu để phấn đấu. Hãy cố gắng không ngừng, đam mê và sáng tạo để giành được những thành công trong học tập và đạt được những ước mơ mà mình lựa chọn. Ngày hôm nay, trong không khí kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, 30 năm thành lập trường, thầy cô mong muốn tạo cho các con một sân chơi bổ ích. Đêm gala với chủ đề Hành trình xây dựng những ước mơ sẽ là một sân chơi đầy lý thú. Qua đó, để các con sẽ được giao lưu, được học hỏi và được tỏa sáng tài năng. Với những lý do trên, thay mặt nhà trường, tôi xin tuyên bố đêm gala với chủ đề Hành trình xây dựng những ước mơ chính thức được bắt đầu. Và bình an, chúc đêm gala của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.